Xin chào anh chị khách hàng. Thì video này Giang xin tiếp tục chia sẻ về thiết kế của tháp D hay còn gọi là tháp Mekong của dự án Westgate để anh chị khách hàng cùng nắm rõ. Thì trên tay của Giang đây là mặt bằng tầng của hai tháp, tháp Sin và tháp Mekong. Thì đây là tháp Mekong, đây là tháp Sin. Thì bây giờ mình tìm hiểu chi tiết về tháp Mekong anh chị khách hàng nhé. Thì trước mặt anh chị đây là thiết kế của mặt bằng tầng tháp Mekong. Thì tháp Mekong của chúng ta là số lượng căn hộ của chúng ta là tổng cộng là 25 căn trên một mặt bằng tầng. Thì trong đó là có 3 căn, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ha. Với diện tích 113.42 m² và 2 căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích 85.42 m² và 2 căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích là 69.72 m². Còn lại là những căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích là 59 m². Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thiết kế của từng căn để anh chị cùng tìm hiểu trên mặt bằng tầng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua thiết kế của căn 59 m². Thì căn 59 m² của chúng ta có tổng cộng là 18 căn trên một mặt bằng tầng anh chị khách hàng nhé. Diện tích của căn hộ chúng ta là 59 m² và diện tích sử dụng là 54.25 m². Diện tích căn phòng ngủ chính là 8.19 m² và diện tích căn phòng ngủ số 2 là 9.04 m². Và diện tích sử dụng của không gian phòng bếp và phòng khách là 24.49 m² anh chị khách hàng nhé. Thì với căn hộ 59 m² này là căn hộ best seller tại dự án Westgate, được rất là nhiều anh chị cư dân tương lai lựa chọn và những nhà đầu tư lựa chọn sở hữu một căn khi mà chủ đầu tư An Gia công bố công bố thông tin về dự án Westgate ra ngoài thị trường vào tháng 3 2020. Rất là nhiều anh chị khách hàng lựa chọn ngay cho mình ít nhất một căn. Thì cái căn hộ này thì phía chủ đầu tư An Gia cũng có làm một cái căn hộ mẫu được đặt tại An Gia Gallery, địa chỉ là 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào muốn xem qua thì có thể là xem trực tuyến. Thì đây là những cái hình ảnh về video về chia sẻ căn hộ mẫu trực tuyến. Hoặc là anh chị muốn đến để mình xem thực tế cái căn hộ mẫu 59 m² này thì vui đăng ký trước với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia Sales Center sẽ hỗ trợ anh chị tư vấn cho anh chị chi tiết hơn. Và anh chị nhớ là lưu ý là đăng ký trước khi mình đến mình tham quan anh chị khách hàng nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng di chuyển qua cái option 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh thứ hai. Đó là option 69.72 m² anh chị khách hàng nhé. Thì An Gia thì chủ đầu tư An Gia cũng rất là tinh ý khi mà ra một cái option này để cho những cư dân muốn một không gian lớn hơn, có tài chính rộng rãi hơn nhưng mà sở hữu không gian nó thoải mái hơn, thì anh chị khách hàng có thể chọn ngay cho mình cái loại căn này. Thì loại căn này cũng khá là hiếm trên một mặt bằng tầng của tháp Mekong anh chị khách hàng nhé, chỉ có 2 căn thôi đó. Thì vị trí của hai căn này là nằm ở vị trí số 4 và vị trí số 21 trên mặt bằng tầng anh chị khách hàng nhé. Thì diện tích sử dụng của căn này là 64.47 m². Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết về diện tích sử dụng của các phòng ngủ và phòng khách luôn anh chị khách hàng nhé. Thì phòng ngủ chính của chúng ta là 11.91 m², phòng ngủ số 2 là 10.35 m² và diện tích của phòng khách và nhà bếp là 27.78 m² anh chị khách hàng nhé. Vâng, vừa rồi là Giang chia sẻ hai option của loại căn 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Và tiếp theo chúng ta cùng đi qua tìm hiểu chi tiết hơn về loại căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì với cái loại căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, chủ đầu tư An Gia cũng đưa ra hai option để cho những anh chị muốn một cái không gian lớn hơn, rộng hơn và cho nhiều thành viên trong gia đình mình để mà mình cùng sử dụng chung một căn hộ, thì có thể là chọn một trong hai căn này. Thì những anh chị nào tài chính dư giả thì chọn loại căn là 113.42 m² và đây là căn hộ VIP nhất trên một mặt bằng tầng của dự án Westgate chị khách hàng nhé.
Thì Giang sẽ chia sẻ cái căn hộ 113.42 m² này. Với căn này thì chủ đầu tư An Gia có làm một cái căn hộ mẫu để anh chị có thể tìm hiểu qua. Thì căn hộ mẫu này cũng đặt ở nhà mẫu An Gia Gallery. Anh chị có thể vui lòng đăng ký trước với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị đăng ký trước để mình tham quan cái căn hộ này anh chị khách hàng nhé. Và bây giờ Giang xin đi vào chi tiết về cái diện tích sử dụng của cái căn hộ của chúng ta ha. Thì diện tích sử dụng của chúng ta là 106.93 m², rồi diện tích không gian phòng ngủ chính là 19.35 m², phòng ngủ số 2 là 13.67 m², phòng ngủ số 2 là 9.92 m², và diện tích sử dụng của không gian phòng khách và nhà bếp là 37.97 m² chị khách hàng nhé. Và bây giờ mình đi qua cái option thứ hai của loại căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Thì cái option này dành cho những anh chị cư dân nào có thể là gia đình đông đúc á, và muốn một cái không gian với và có một cái tài chính eo hẹp hơn một tí mà cũng muốn sở hữu một cái không gian 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, thì có thể lựa chọn cái căn 85.42 m² này. Căn này thì với diện tích sử dụng là 79.75 m² và diện tích cái căn phòng ngủ chính của chúng ta là 11.91 m² và phòng ngủ số 2 là 12.16 m² và phòng ngủ số 3 là 7.84 m². Và diện tích sử dụng của không gian phòng khách và nhà bếp là 28.27 m². Thật sự Giang cũng muốn chia sẻ chi tiết hơn về từng thiết kế của từng mặt bằng căn để anh chị khách hàng cùng tìm hiểu, nhưng video Giang làm thì nó sẽ dài ra, nó sẽ hơi chán anh chị khách hàng nhé. Và anh chị khách hàng nào muốn tìm hiểu, muốn được chi tiết, muốn được tư vấn chi tiết hơn từng thiết kế, từng mặt bằng căn, mặt bằng tầng như thế nào và tiện ích của dự án Westgate như thế nào, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 5885. Giang sẽ đến trực tiếp tư vấn trực tiếp tại nhà anh chị khách hàng luôn, hoặc là có thể là gọi điện tư vấn cho anh chị khách hàng qua online chị khách hàng nhé. Thì Giang có sử dụng Viber, Zalo và Messenger, anh chị có thể liên hệ trong các hình thức này cũng được, hoặc là có thể liên hệ với Giang qua số điện thoại của Giang. Dân, đây là cái video thứ ba mà Giang chia sẻ về thiết kế của mặt bằng tầng, mặt bằng căn của dự án Westgate. Thì sắp tới đây Giang sẽ chia sẻ tiếp theo thiết kế của mặt bằng tháp thêm. Thì hiện tại chủ đầu tư An Gia chưa công bố về mặt bằng tầng của dự án này. Thì anh chị vui lòng đón để mình đăng ký kênh. Thì anh chị vui lòng đăng ký kênh của Giang và đăng ký theo dõi và nhận thông báo từ những cái video mà tiếp theo Giang sẽ chia sẻ đến chị khách hàng nhé. Và anh chị khách hàng nào muốn nhận trực tiếp qua Zalo hoặc là email thì vui lòng có thể gửi mail cho Giang. Thì Giang để cái mail phía bên dưới, anh chị có thể gửi mail đăng ký. Khi mà Giang ra cái video tiếp theo, Giang sẽ gửi mail trực tiếp đến cho anh chị khách hàng nhé. Hoặc là anh chị khách hàng có thể kết bạn qua Zalo với Giang, hoặc là Viber với Giang qua số điện thoại 0914245885. Khi mà Giang ra video, Giang cũng chia sẻ qua những cái mạng xã hội này cho anh chị khách hàng luôn. Anh chị khách hàng nào muốn mua ngay, muốn tìm hiểu ngay thì vui lòng sớm liên hệ với Giang. Giang sẽ tư vấn để mình chọn được căn tốt, chọn được căn phù hợp với nhu cầu ở của gia đình của mình chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate hoặc là nhà mẫu An Gia Gallery. Xin kính chào anh chị. Bye anh chị.